Từ ngày 9 tháng 10 năm 2023, học sinh các trường trung học công lập trên toàn bang New South Wales sẽ phải tắt điện thoại di động và không được sử dụng trong giờ học, giờ ra chơi và giờ ăn trưa, theo cam kết của chính phủ New South Wales về việc cấm học sinh sử dụng điện thoại tại trường học kể từ đầu học kỳ 4. Quy định này được áp dụng sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh có thể mang theo điện thoại khi di chuyển đến và rời khỏi trường. Việc cấm sử dụng điện thoại trong các trường trung học công lập là một trong những cam kết quan trọng của chính phủ New South Wales và là sự mở rộng từ lệnh cấm đã được áp dụng tại các trường tiểu học công lập trong tiểu bang. Lệnh cấm này là một trong nhiều biện pháp của chính phủ nhằm cải thiện môi trường học đường và kết quả học tập của học sinh vốn đã giảm sút dưới sự điều hành của chính phủ trước đây. Sở Giáo dục New South Wales đã đưa ra một số lựa chọn cho các trường trong việc thực thi lệnh cấm điện thoại di động. Và sau khi tham khảo ý kiến cộng đồng địa phương, phần lớn các trường đã chọn giải pháp tiết kiệm chi phí như giữ điện thoại trong tủ khóa hoặc tắt và cất đi. Các phương án dành cho các trường bao gồm 1. Tắt và cất đi. Điện thoại được tắt và để trong cặp học sinh suốt cả ngày học. 2. Điện thoại khóa trong tủ. Học sinh không được mang theo điện thoại, mà phải để điện thoại trong tủ khóa suốt cả ngày. 3. Ba, bao điện thoại khóa từ. Học sinh đặt điện thoại vào bao khóa từ và không thể sử dụng điện thoại cho đến cuối ngày học khi bao được mở khóa. 4. Thu điện thoại ở văn phòng. Học sinh nộp điện thoại tại văn phòng trường vào đầu ngày và lấy lại khi tan học hoặc khi rời khỏi trường. Chính phủ bang New South Wales cho biết Dữ liệu cho thấy việc cấm sử dụng điện thoại tại hàng ngàn lớp học công lập đã mang lại kết quả tích cực. Một năm sau khi chính sách này được thực hiện, một cuộc khảo sát của Sở Giáo dục trên gần 1.000 hiệu trưởng trường công lập cho thấy 95% ủng hộ lệnh cấm này, với 81% đồng ý rằng việc học tập của học sinh đã được cải thiện. 87% nhận thấy học sinh ít bị phân tâm hơn trong các lớp học, và 86% cho thấy việc giao tiếp xã hội của học sinh cũng cải thiện đáng kể. Bộ trưởng Giáo dục Tiểu bang bà Phru cho biết đã có những ý kiến trái chiều khi chính sách này được ban hành, nhưng kết quả đã tự nói lên tất cả. Our children are paying attention more. They're learning more. Trẻ em của chúng ta đã chú ý hơn, học tốt hơn và giao tiếp với nhau nhiều hơn. Đây là những lợi ích tuyệt vời mà việc đến trường mang lại. Tôi nói chuyện với nhiều hiệu trưởng và biết rằng một số trường thậm chí còn lập hệ thống ghi danh chơi bóng đá hoặc là bóng rổ trong giờ ra chơi. Vì các em bây giờ thật sự thích việc tương tác với nhau, thay vì ngồi trên sân xi măng và chuối mũi vào điện thoại. Chính phủ bang New South Wales căng ngợi lệnh cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường học trong bang là một thành công lớn. Bộ trưởng Giáo dục cũng nhấn mạnh rằng học sinh hiện rõ ràng đang chú ý nhiều hơn trong lớp học và giao tiếp tốt hơn when we Khi chúng tôi đưa ra chính sách này, thực hiện lời hứa trong kỳ bầu cử, đã có một số ý kiến hoài nghi, bao gồm cả phe đối lập. Thế nhưng những dữ liệu không biết nói dối đâu. Chính phủ bang cũng ca ngợi lệnh cấm này là một thành công vượt trội. Cả bộ trưởng, bộ giáo dục Pocqua và thủ hiến Grismin đều cho rằng học sinh hiện nay tập trung hơn vào bài học và tương tác với nhau tốt hơn. Chúng tôi rất hài lòng với chính sách này. Chúng tôi nghĩ rằng nó đã tạo nên sự khác biệt thực sự. Chúng tôi muốn tuyên truyền điều này để những người còn hoài nghi hiểu rằng chính sách này đang hoạt động hiệu quả. Việc hạn chế đặc biệt là vấn đề mạng xã hội đối với giới trẻ rất quan trọng cho sự phát triển của các em. Hiệu trưởng tạm thời của trường Trung học Asbury Boy, bà Linda Henry cho biết: "Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để xem xét tất cả các phương án và quyết định giữ điện thoại trong tủ khóa." Chúng tôi tin rằng lệnh cấm này sẽ mang lại kết quả tích cực. Những chiếc tủ khóa là một khoản đầu tư tốt và sẽ được sử dụng lâu dài. Một số em học sinh cảm thấy nhẹ nhõm khi điện thoại của các em được khóa lại. Nó sẽ nằm ngoài tầm mắt và không còn là mối bận tâm nữa. Học sinh của chúng tôi nhận ra rằng việc sử dụng điện thoại di động là một thói quen gây phân tâm, thiếu tập trung. Và điều này sẽ giúp các em tập trung vào việc học và giao tiếp với bạn bè của mình.